chuyền hỏng của Quốc Hương. Hoàng Vũ Sam Sơn sai lầm, thuộc về lỗi anh Quang. Hoàng Vũ Sam Sơn, Sam Sơn vẫn là Hoàng Vũ Sam Sơn. Goal! Và bàn thắng đã được ghi sau một tình huống solo vượt qua tới hai hậu vệ của Dương Hoa Nam Định và cả thủ môn Đinh Xuân Việt. Sai lầm thuộc về hậu vệ Lâm Anh Quang với pha tranh chấp ở bên phía hành lang cánh phải. Hoàng Vũ Sam Sơn quá nhanh và quá khỏe. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Pha xử lý bóng lập bập của Lâm Anh Quang. Hoàng Vũ Sam Sơn bằng sức mạnh của mình vượt qua cả Lâm Anh Quang, cả thủ môn Đinh Xuân Việt và cả Tony Abazi nữa. Đó là một pha xử lý rất tốt của Hoàng Vũ Sam Sơn, quyết tâm đến nhịp cuối cùng để mang về bàn thắng dành cho đội khách. Như vậy là trọng tài Trần Đình Thịnh đã cho Dược Nam Hà Nam Định được hưởng một quả đá phạt gián tiếp. Khá căng thẳng. Có lẽ người dứt điểm sẽ là Patio. Patio! Một đều dành cho Dương Nam Hà Nam Định ở phút thứ 93. Như chúng tôi đã nói, khoảng cách một bàn là rất mong manh và đây là một cơ hội thực sự tốt. Cuối cùng thì Dương Nam Hà Nam Định đã có được bàn thắng trên sân Tam Kỳ. Một đều dành cho Dương Nam Hà Nam Định và người ghi bàn là Patio. Bàn thắng thứ 3 của Patio mùa giải năm nay. Một chiến thắng đã bị Quảng Nam đánh rơi ở những phút cuối. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm rất quyết đoán của Patio. Một pha đưa bóng vào góc cao và không có cơ hội cản phá dành cho Phạm Văn Cường. Một pha đưa bóng vào góc cao, khoảng trống là cũng rất lớn, không thể cản phá trong tình huống này. Cú chạm bóng của Thanh Trung rất tốt. Oh! Như vậy là đã có bàn thắng đưa dành cho Quảng Nam và tỷ số được xa bằng 2 đều. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng đã không thể đứng vững trước hàng loạt những quả tạt của đối phương. Rodrigo vừa ghi bàn giúp cho trận đấu trở lại thế cân bằng. Tỷ số là 2 đều. Bây giờ thì tới lượt các cổ động viên của câu lạc bộ Quảng Nam có cơ hội ăn mừng. Và bây giờ là kết quả hòa 2 đều tạm thời là như vậy giữa Dược Nam Hà Nam Định và Quảng Nam. Sức tấn công được tăng cường vào những phút cuối này thì những bước chạy của cầu thủ Quảng Nam là nhanh nhẹn hơn so với đối thủ. Hoàng Vũ Sam Sơn tấn công và đó là bàn thắng thứ 3 dành cho Quảng Nam. Huy Hùng được tung vào sân trong những phút cuối và cũng giống như trận đấu gần nhất của anh trong máu của Quảng Nam, tiếp tục là tình huống ghi bàn. Ở trận đấu gần đây nhất thì Huy Hùng chỉ cần có 8 phút để có được bàn thắng cho riêng mình và ngày hôm nay cũng vậy. Mọi thứ đang xoay chuyển quá nhanh trên sân Thiên Trường. 3-2 cho Quảng Nam. Hoàng Vũ Sam Sơn không hề việt vị và quá đơn giản cho Huy Hùng ở pha đệm bóng này. Và vừa sơ bội bà Đinh Thanh Trung, Hoàng Vũ Sam Sơn và Huy Hùng. Rất đơn giản. Gustavo rất nguy hiểm, cơ hội 2-1 cho Dược Nam Hà Nam Định. Đó là Diogo, không thể khác được, rất nhanh ở vào một cự ly cũng giống như là những gì Sam Sơn đã sở hữu cho một cho đội khách, nhưng Diogo xử lý chuẩn xác hơn nhiều. Tỷ số là 2-1 cho cầu thủ chủ nhà. Ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp rất tốt. Hai cầu thủ của Dược Nam Hà Nam Định băng vào. Cú đá đầu tiên là một cú đá hụt, nhưng tới Diogo thì mọi thứ đã không còn nằm trong tầm của Quảng Nam nữa. Bàn thắng trong hiệp 2 của đội bóng xứ Quảng chiếm hơn một nửa số bàn thắng mà họ đã có được ở mùa giải năm nay. Vẫn đang là anh hùng. Cơ hội dứt điểm. Tỷ số đã vào dành cho đội chủ nhà. Người ghi bàn là đội trưởng Đinh Thanh Trung. Cuối cùng thì những nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã phát huy hiệu quả. Phút thứ 56 của trận đấu và Đinh Thanh Trung
Có lẽ là Đinh Thanh Trung là người khai thông thế bế tắc của trận đấu. Chúng ta cùng xem lại đường tạt bóng của Nguyễn Anh Hùng. Nguyễn Thanh Trung là người khống chế. Và Claudio Sia là người ghi bàn. Đây là bàn thắng thứ hai của Claudio Sia mùa giải năm nay. Hai cầu thủ Đinh Thanh Trung và Claudio Sia cùng hướng vào quả bóng trong tình huống này, nhưng Claudio Sia là người ra chân nhanh hơn. Một pha sút đập đất và thủ môn Đinh Xuân Việt không còn cách nào khác là phải vào lưới nhặt bóng. Quả tạt tiếp theo vẫn là của Quốc Hường, và lại là một pha xử lý nữa đơn giản tương tự của Phạm Văn Cường. Xuân Quyết, Sĩ Minh, một đều. Phải nói là Sĩ Minh đã có 3 tình huống dứt điểm liên tiếp giống hệt nhau, và ở cú đá thứ 3 thì anh đã thành công. Những tình huống bóng bật ra và Sĩ Minh luôn xuất hiện ở chính diện khung thành của thủ môn Phạm Văn Cường. Rất nhanh, Dương Văn Nam Định đã có bàn thắng san bằng tỷ số. Hãy cùng xem lại tiếng này. Đây là cú chạm bóng thứ 2. Và ở tình huống sút bóng thứ 3 này thì mọi thứ mới trở nên chuẩn xác. Một đều. Những phút cuối đầy sôi động trên sân bóng Thiên Trường. Từ thủ môn Phạm Văn Cường cho tới các hậu vệ của Quảng Nam đều có xu hướng phá trái bóng vào khu vực trung tâm. Và đó là những lỗi lầm có thể nói là hết sức đáng